Hi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng học bài 10 của giáo trình Hán ngữ quyển 5. Trong bài này, chủ đề chính mà chúng ta học sẽ liên quan đến công việc và từ vựng là shen zhi. Shen zhi mang nghĩa là thậm chí. Vậy nội dung cụ thể là gì? Mời các bạn cùng đến với bài ngày hôm nay nha. Mao y nghĩa Hán Việt là mậu dịch, nghĩa tiếng Việt là buôn bán, thương mại. Vậy thì chúng ta có thể mở rộng từ vựng với thương mại điện tử. Ha, tiên zi mao y, tiên zi mao y, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử. Cái này hơi dài, các bạn chịu khó nha. Đầu tiên á, thương mại điện tử các bạn có là tiên zi mao y. Vậy thì công ty trách nhiệm hữu hạn, hữu hạn các bạn có là hữu xiên, hữu xiên. Vậy thì công ty trách nhiệm hữu hạn, các bạn nhớ luôn một cái cụm chính là hữu xiên công sư, hữu xiên công sư. Rồi vậy thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử sẽ là tiên sự mao y hữu xiên công sư, tiên sự mao y hữu xiên công sư. Vậy thì thương mại quốc tế, quốc tế là quốc tế, quốc tế, thương mại quốc tế, quốc tế mao y, quốc tế mao y. Vậy thì công ty thương mại quốc tế, quốc tế mao y công sư, quốc tế mao y công sư. Như trên hình này các bạn thấy nè, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn hữu xiên công sư, hữu xiên công sư, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử, tiên sự mao y hữu xiên công sư, tiên sự mao y hữu xiên công sư. Và ở đây là tên của công ty ha, công ty này tên là Phu Thăng, Phú Sơn, Phú Sơn tiên sự mao y hữu xiên công sư, Phú Sơn tiên sự mao y hữu xiên công sư. Nên ở đây các bạn có tiên sự mao y, tiên sự mao y hữu xiên công sư, quốc tế mao y, quốc tế mao y công sư. Xin chu khẩu mao y, đây chính là thương mại xuất nhập khẩu ha. Xin khẩu là nhập khẩu, chu khẩu là xuất khẩu. Vậy thì xuất nhập khẩu, nó có chung từ khẩu, các bạn bỏ đi một từ ha. Xin chu khẩu, vậy thì thương mại xuất nhập khẩu, xin chu khẩu mao y, xin chu khẩu mao y. Xin chu khẩu mao y công sư, sư zuo shenme de gong sư. Vậy thì công ty thương mại xuất nhập khẩu thì công ty đó làm gì? Ha, các bạn có dùng với xin chu khẩu mao y công sư. Còn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu, vậy thì công ty trách nhiệm hữu hạn các bạn nhớ được chưa? Hữu xiên công sư, hữu xiên là hữu hạn đó ha. Vậy thì xin chu khẩu mao y hữu xiên công sư, xin chu khẩu mao y hữu xiên công sư. Thương mại là mao y, sản xuất là sinh sản. Tên của công ty này chính là Hoàng Long, Hoàng Long là Hoàng Long. Hoàng Long sinh sản và mao y hữu xiên công sư, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hoàng Long. Hoàng Long sinh sản và mao y hữu xiên công sư. Vậy các bạn được từ mao y, mao y mang nghĩa là thương mại, là buôn bán. Phân nụ, phân nụ, phân nụ nghĩa Hán Việt là phẫn nộ, nghĩa tiếng Việt là phẫn nộ, nổi giận, căm phẫn, giận dữ. Các bạn thấy đây là một cảm xúc rất là mạnh ha. Phân, phân nghĩa Hán Việt là phẫn, trong phẫn nộ, căm phẫn, tức giận thì đó là những cảm xúc của trái tim mình để bộ tâm phía trước. Còn thành phần bên phải này các bạn sẽ phân tích nó bao gồm bộ thập, bộ thảo, bộ bối, thập, thảo, bối, 10 bạn thảo thì chơi được với bạn bối. Cũng là cách để các bạn nhớ ha, thập, thảo, bối. Vậy thì khi mà các bạn phẫn nộ, các bạn căm phẫn thì đó là cảm xúc của trái tim. Lúc đó là do 10 bạn thảo cùng với bạn bối làm cho các bạn căm phẫn, làm cho các bạn phẫn nộ. Còn từ nu, nu nghĩa Hán Việt là nộ, trong phẫn nộ, tức giận, bực tức. Khi mà dùng đến từ nu, các bạn sẽ phân tích với thành phần bên trên thì nguyên cái âm này chính là âm nô, trong nô lệ, nô tài, nô tỳ. Người phụ nữ muôn đời lặp lại các kiếp đều là nô lệ. Từ đó mình mới có cách mở rộng. Người ta sẽ mượn âm thanh của từ nô này ha. Khi mà các bạn giận, phẫn nộ nè, các bạn tức giận, bực tức á, phân nô đó, thì chúng ta sẽ dùng đến bộ tâm trái tim, cảm xúc của trái tim.
Còn từ nỗ trong nỗ lực nè, thì mình phải có thêm bộ lực ở bên dưới, phải có bộ lực ha các bạn nha. Nỗ lực thì phải có bộ lực rồi ha. Chúng ta sẽ được từ nỗ lực. Rồi vậy thì mình sẽ được ở đây từ phẫn nộ. Phẫn nộ là phẫn nộ, là căm phẫn, là giận dữ. Đó là cảm xúc của trái tim do 10 bạn thảo và bạn bối gây ra. Và những người nô lệ ngày xưa mang trái tim đầy sự căm phẫn, đầy sự phẫn nộ, đầy sự giận dữ. Phẫn nộ. Cô ấy căm giận, phẫn nộ, tức giận nói: anh ta lấy đâu ra cái quyền để mà quyết định cuộc đời của chúng ta? Các bạn ôn lại với từ quyền lực. Quyền lực là quyền, quyền lực. Tha phân nụ ta xua. Tha ná lì là ta quyền lực. Khứ ý chế tiên của mình ta y sân. Tha phân nụ ta xua. Tha ná lì là ta quyền lực. Khứ ý chế tiên của mình ta y sân. Anh ấy căm giận, tức giận mà xé rách cái vở bài tập và sách giáo khoa. Đứa con trai nhìn thấy cái cuốn sách bị xé rách á, thì khóc lên. Với trạng ngữ phân nụ tơ cộng theo động từ, đúng không các bạn? Vậy thì phân nụ tơ xua, tức giận nói. Con tức giận, giận dữ, phẫn nộ, xé rách. Các bạn dùng từ sư khai là xé rách ha. Tha phân nụ tơ sư khai, liên xí bẩn hứa khơ bẩn. Ở sĩ khăn tàu chư dì tơ khơ bẩn, bê sư phô, khú lợ. Tha phân nụ tơ sư khai, liên xí bẩn hứa khơ bẩn. Ở sĩ khăn tàu chư dì tơ khơ bẩn, bê sư phô, khú lợ. Anh ấy thì tức giận, phẫn nộ, nói với người bạn của mình, nói với người bạn, sếp của mình coi thường mình, không có để mắt tới mình. Thì cái từ coi thường, xem thường á, các bạn sẽ thấy là bù báo của phân gia giản lị, không có để mình ở trong mắt. Nghĩa là người ta xem thường, người ta coi thường bạn, cho nên người ta không có để bạn vào trong cái mắt của người ta. Các bạn cảm nhận được cái này không? Người ta không quan tâm, không để mắt tới mình, vì người ta xem thường, người ta coi thường mình. Lát nữa các bạn sẽ đi vào mẫu câu này ha. Thổ là sếp. Quả mình thổ y tiểu dễ bố báo của phân gia giản lị. Sếp của bọn mình một chút cũng không có để mình vào trong mắt. Nghĩa là một chút cũng không có xem trọng mình. Nghĩa là rất coi thường mình, xem thường mình. Tha phân nữ tờ tuy phẩn dậu xua. Quả mình thổ y tiểu dễ bố báo của phân gia giản lị. Tha phân nữ tờ tuy phẩn dậu xua. Quả mình thổ y tiểu dễ bố báo của phân gia giản lị. Vậy ở đây các bạn được từ phân nộ, căm giận, phẫn nộ, tức giận, ngữ khí nó sẽ rất là mạnh. Ở đây chúng ta có mẫu câu bu bả, ai đó phân ra giản lị, nghĩa là các bạn coi thường, xem nhẹ ai đó, xem thường ai đó. Khan bù chỉ mộ rến, nghĩa là các bạn khan bù chỉ mộ rến, các bạn xem thường, coi thường ai đó. Ha, chẳng hạn các bạn nói là anh ta đối xử với bạn tệ như vậy, anh ta căn bản là coi thường bạn, xem thường bạn. Bù bả nghĩ phân giả giản lị. Thà tuy nghĩ trơ mờ bù họ, thà kinh bệnh bù bả nghĩ phân giả giản lị. Thà tuy nghĩ trơ mờ bù họ, thà kinh bệnh bù bả nghĩ phân giả giản lị. Người mà mình thích cứ coi thường mình thì mình phải làm sao? 我喜欢的人总是不把我放在眼里, 怎么办? 我喜欢的人总是不把我放在眼里, 怎么办? Người mà coi thường bạn á thì bạn không cần phải quá khách khí với người đó. 不把你放在眼里的人不需要太客气. 不把你放在眼里的人不需要太客气. Có một người thì làm việc ở một công ty thương mại, nhưng anh ấy không có hài lòng với công việc của bản thân. Một ngày nọ anh ấy tức giận, phẫn nộ, nói với người bạn: sếp của bọn mình một chút cũng không coi trọng mình ha. Sếp của bọn mình một chút cũng không coi trọng mình. Chúng ta có cải thiên là hôm khác, ngày khác. Chẳng hạn các bạn nói là hôm khác gặp nha. Cải thiên chiên, cải thiên chiên. Hôm khác nói chuyện tiếp nha. Cải thiên dài liệu, cải thiên dài liệu. Hôm nào đó thì mình muốn là
Tùy thơ pai chúa zi. Và hôm nào đó là mình muốn đập bàn anh ấy. Tùy thơ pai chúa zi. Pai, pai hôm trước các bạn đã học trong từ pai trào, mà nghĩa là chụp hình. Pai điện ảnh, pai điện ảnh nghĩa là quay phim. Thì bản thân từ pai nó là động từ, mà nghĩa là đánh, vỗ, đập. Vậy thì pai sổ, pai sổ, pai sổ là vỗ tay, là đập tay. Còn pai chúa zi chính là đập bàn, vỗ bàn. Vậy thì hôm khác thì mình muốn là đập bàn anh ấy, sau đó từ chức không làm. À, ráng khô xứ trữ bủ càn. Thì mình đã có một video khá là đầy đủ về cách dùng của từ cỏ. Mình sẽ để link bên dưới, bạn nào cần thì có thể tìm xem nha. Còn trong bài ngày hôm nay thì mình sẽ ôn lại khá là nhanh từ cỏ này để các bạn ôn nhanh. Còn học kỹ hơn các bạn sẽ tìm lại cái video mà mình có để link bên dưới. Chúng ta có thể nói chúng ta làm một cái chuyên ngành, một cái lĩnh vực nào đó. Nǐ shì gǎo shěme de? Nǐ shì zuò shěme gōngzuò de? À, bạn làm công việc gì thế? Bạn làm cái lĩnh vực gì thế? Thì chúng ta sẽ dùng để động từ cỏ cộng cho cái lĩnh vực, cộng cho cái chuyên ngành. Chẳng hạn, 我是搞教育的. 我是搞教育的. Tôi là làm về giáo dục. 我是搞艺术的. 我公司是搞艺术的. Công ty của mình là làm về nghệ thuật nè. 我是搞水果买卖的. 我是搞水果买卖的. À, tôi là buôn bán trái cây. Hoặc là cỏ sân sản là các bạn sẽ tham gia một cái lĩnh vực, một cái việc nào đó. Chẳng hạn như là cỏ sân sản. Cỏ sân sản chính là tham gia sản xuất, làm sản xuất. Ngoài ra từ cỏ, từ cỏ các bạn sẽ cộng với một cái hoạt động nào đó. Chẳng hạn như cỏ tùy xiang. Tùy xiang là đối tượng, nghĩa là người yêu. Tha zài cỏ tùy xiang. Tha zài cỏ tùy xiang nghĩa là anh ấy đang yêu đương, anh ấy đang quen ai đó. Tha zài cỏ tùy xiang. Còn cỏ quán xì. Cỏ quán xì nghĩa là các bạn xây dựng mối quan hệ, tạo mối quan hệ. Vậy thì bạn nên xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với anh ấy. Nǐ yīng gài gēn tā gǎo hǎo guān xì. Gǎo hǎo guān xì, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp ha. Nǐ yīng gài gēn tā gǎo hǎo guān xì. Hoặc là các bạn gǎo cộng cho một cái hoạt động nào đó, gǎo shěme shěme huò dōng ha. Gǎo huò dōng là tổ chức một cái hoạt động, thực hiện một cái hoạt động nào đó. Gǎo huò dōng. Và trường hợp các bạn gặp rất là nhiều, nhất là trong khẩu ngữ ha, cỏ cộng cho bộ ngữ kết quả. Các bạn có từ cỏ tiên, nghĩa là làm xong hoàn thành. Chẳng hạn như mình giao cho các bạn một nhiệm vụ nào đó và các bạn nói làm xong rồi, cỏ tiên là tôi làm xong rồi ha. Hoặc là cỏ tiêu là làm mất. Cỏ chua, nhầm nhầm lẫn. Cỏ họ làm xong. Chẳng hạn như hoặc là sửa xong đó. À, 我手机坏了，但是我搞好了. Cái điện thoại của mình hư rồi nhưng mà 我搞好了. Mình đã sửa nó được rồi. 搞清楚, 搞清楚, làm rõ, hiểu rõ, tìm hiểu rõ. 搞通, 搞通, thông là thông thạo, là thông suốt. Vậy thì khi mà các bạn đã nắm rõ, đã hiểu rõ, nắm vững thì chúng ta sẽ dùng với từ là 搞通. Bạn nhầm tên của mình rồi. 你把我的名字搞错了. 你把我的名字搞错了. Chỉ có hiểu rõ được bạn muốn làm việc gì á thì cuộc sống của bạn mới có được phương hướng. 只有搞清楚你想做什么事, 人生才有了方向. 只有搞清楚你想做什么事, 人生才有了方向. Bạn đã hoàn toàn nắm vững, hiểu rõ các kỹ năng thương mại quốc tế, làm thương mại quốc tế của bọn họ chưa? Chúng ta có làm thương mại quốc tế ha. Zuo guo ji mao yi và ji jiao. Ji jiao ở đây chính là kỹ năng, kỹ xảo, mẹo ha. Vậy thì bạn đối với cái kỹ năng làm thương mại quốc tế của bọn họ đó thì bạn đã hoàn toàn nắm vững, hiểu rõ chưa? 你完全搞通了吗? 你对他们做国际贸易的技巧完全搞通了吗? 你对他们做国际贸易的技巧完全搞通了吗?
Và trong sách người ta cũng đưa cho các bạn một vài mẫu câu với từ cổ, nó cũng mang nhiều nghĩa các bạn nhé. Mình đề nghị với bạn á, là bạn hãy hiểu rõ về, hoàn toàn hiểu rõ về, hoàn toàn nắm rõ về cái tổ chức công ty và văn kiện giấy tờ của bọn họ. 我建议你先把他们的文件和公司组织完全搞通。我建议你先把他们的文件和公司组织完全搞通。 Lúc này có nó mang nghĩa là điều tra, lẻo chĩa, nghiên cứu, là các bạn cần phải điều tra, hiểu rõ và nghiên cứu về tổ chức công ty, về văn kiện giấy tờ của bọn họ. Ha, đó là từ cổ. Từ cậu thứ hai nghĩa là làm, là chống sự, làm một công việc, một lĩnh vực, một chuyên ngành nào đó ha, ở một công ty làm về thiết kế phần mềm máy tính,软件 là phần mềm, sơ chi là thiết kế phần mềm máy tính, cậu tiên não软件 sơ chi, tại gia công sư cậu tiên não软件 sơ chi, tại gia công sư cậu tiên não软件 sơ chi. Và nghĩa thứ ba là cậu chính chủ, cậu chính chủ là mình có nói rồi ha, các bạn phải nghĩ cho nó rõ ràng, tìm hiểu cho nó rõ ràng, nghiên cứu cân nhắc điều tra cho nó rõ ràng ha, cậu chính chủ cái vấn đề này nhất định cần phải tìm hiểu rõ, cần phải hiểu rõ. 这个问题一定要搞清楚 这个问题一定要搞清楚。 我搞到了一张星期日晚上的足球票. Từ cậu lúc này sẽ là xiang bàn phả tứ tao, tìm cách, kiếm cách. Vậy thì mình có kiếm được một cái vé bóng đá vào tối ngày chủ nhật. 我搞到了一张星期日晚上的足球票. Còn câu này, 这个工作不好搞, là chua nè ha, 不好做, 不好干. Công việc này thì không có dễ làm, 不好搞. Bên cạnh cái từ cỏ mà nghĩa là làm ha, thì các bạn có từ nung. Đối với từ mang nghĩa là làm á, các bạn sẽ gặp rất là nhiều từ luôn. Chua, pan, nung, cỏ, hoặc là từ can ở đây ha, thì có rất rất là nhiều. Có thời gian thì mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn nha. Nhưng mà mình sẽ đưa ra một vài mẫu câu trong tình huống đó để mà các bạn nhớ và mình vận dụng ha. Rồi chúng ta có từ nung. Nung ở đây á, nó cũng khá khá giống với từ cỏ các bạn. Chẳng hạn như các bạn sẽ cộng với một số cái bộ ngữ kết quả phía sau đều được ha. Và từ nung nó cực kỳ khẩu ngữ luôn. Cậu nung là những từ thuộc về khẩu ngữ ha. Các bạn có như là nung chiến trụ, làm rõ, tìm ra, nung chiến trụ. Nung tiêu là mất. Nung hảo, làm xong, sửa xong. Nung chua, nhầm lẫn. Nung khoai làm hư. Nung trang, nung trang, nung trang các bạn hay đi kèm với từ nung này. Trang là dơ, nung trang là làm dơ quần áo, làm dơ cái phòng ha, nung trang. Còn nung can chiêng làm cho sạch sẽ. Mình làm mất cái vé máy bay rồi. Wo ba ji piao nung tiêu lở. Wo ba ji piao nung tiêu lở. Bạn đừng có làm hư đồ chơi của mình. Nung khoai là làm hư ha. Nǐ biě nùng huài wǒ de wǎnjù. Nǐ biě nùng huài wǒ de wǎnjù. Mình đã làm hư cái máy giặt của nhà mình. Wǒ yìjīng bǎ wǒ jiā lǐ de xǐyījī nùng huài le. Wǒ yìjīng bǎ wǒ jiā lǐ de xǐyījī nùng huài le. Bạn cần phải làm rõ cái chuyện này, tìm hiểu rõ chuyện này. Và bạn cũng cần phải làm rõ là bạn muốn làm gì. 你必须弄清楚这件事. 你还要弄清楚你想做什么. 你必须弄清楚这件事. 你还要弄清楚你想做什么. Đối với hôn nhân thì có mấy vấn đề các bạn cần phải tìm hiểu rõ, phải nghiên cứu nè, phải hiểu nó ha, 弄清楚. Con ủy hôn nhân, thì bị suy yêu nông chính chủ tờ chỉ cơ quân thì. Con ủy hôn nhân, thì bị suy yêu nông chính chủ tờ chỉ cơ quân thì.
bạn đối với nghiệp vụ của công ty các bạn thì đã hiểu rõ chưa, đã hoàn toàn hiểu rõ nắm vững chưa? À, nung chính chủ là mà. Nghĩ tuy nì mân công sư tờ dê ủ quán chuyển nung chính chủ là mà. Nghĩ tuy nì mân công sư tờ dê ủ quán chuyển nung chính chủ là mà. Chẳng hạn như ở đây ha, có rất rất nhiều nghĩa, nó sẽ phụ thuộc theo cái bối cảnh mà chúng ta sử dụng ha. Bạn đối với cái nghiệp vụ của công ty các bạn thì đã hiểu rõ chưa? Nung chính là léo chỉ là tiêu trả. Nghĩ tuy nì mân công sư tờ dê ủ quán chuyển nung chính chủ là mà. Nghĩ tuy nì mân công sư tờ dê ủ quán chuyển nung chính chủ là mà. Thì ở đây chúng ta có từ nung chính là chua, chua chai đúng các bạn. Wo gei ni men nong le ji ge cai, ni men ke ji bei ba. Wo gei ni men nong le ji ge cai, ni men ke ji bei ba. Wo de dian nao you shi ji le, ni bang wo nong nong ba. Wo de dian nao you shi ji le, ni bang wo nong nong ba. Nong ở đây mang nghĩa là修理chính là sửa chữa đó. Cái máy tính của mình lại bị chết máy rồi, bạn giúp mình sửa nha. Ý tiên do bả trơ ý phản nông tổn. Ý tiên do bả trơ ý phản nông tổn. Nông tổn ở đây là hiểu được, nhất định cần phải hiểu được, làm cho hiểu được cái ngữ pháp này. Nông chính là diễn chiêu, là xuế gì. Tha bả của ta xăng chi nông khoai lợ. Tha bả của ta xăng chi nông khoai lợ. Ở đây chính là anh ấy đã làm hư cái máy chụp hình của mình. Của cái nỉ nung là ít phần khoa. À, nung ở đây nó sẽ là sản phẩm và tứa to, kiếm được, kiếm cách ha. Vậy thì ở đây là mình có kiếm đến đây cho bạn một cái chậu khoa. Của cái nỉ nung lại y phần khoa. Đây có từ chi chảo. Chi chảo chính là cái tip, cái mẹo, cái kỹ xảo, cái kỹ năng. Chua thí chi chảo. Chua thí chi chảo chính là cái tip, cái mẹo, cái kỹ xảo để mà mình làm đề thi ha. À, cái tip, cái mẹo để các bạn nói chuyện. Su hoa chi chảo. Su hoa chi chảo. Cái mẹo để các bạn đọc lớn. À, lặng tú, đọc lặng tú là đọc lớn, đọc thành tiếng đó. Lặng tú chi chảo. Lặng tú chi chảo. Cái tip, cái mẹo, cái kỹ xảo để các bạn có thể viết ha. Su xỉa chi chảo. Su xỉa chi chảo. Cái mẹo, cái tip để các bạn làm cái phần nghe hiểu nó tốt hơn. Thiên ly chi chảo. Thiên ly chi chảo. Còn cái kỹ năng vẽ. Huy hòa chi chảo. Huy hòa chi chảo. Cái kỹ năng, cái tip, cái mẹo để các bạn ôn tập nè. Phu xí chi chảo. Phu xí chi chảo. Anh ấy có kỹ năng đá banh rất tốt. Tha yǒu hěn hǎo de tī jiǔ jì jiǎo. Tha yǒu hěn hǎo de tī jiǔ jì jiǎo. Kỳ thi nghe hiểu mà muốn đạt kết quả tốt, thành tích tốt á, bạn có thể thử 7 cái mẹo này. Shì shì zhè jī ge jì jiǎo. Tīng lì kǎo shì xiǎng qǔ de hǎo chéng jì. Nǐ ke yǐ shì shì zhè jī ge jì jiǎo. Tīng lì kǎo shì xiǎng qǔ de hǎo chéng jì. Nǐ ke yǐ shì shì zhè jī ge jì jiǎo. Bạn đã hoàn toàn nắm vững về kỹ năng thương mại quốc tế của bọn họ chưa? Kỹ năng làm thương mại quốc tế ha. Nǐ duì tā mēn zuò guò jī māo yì de jì jiǎo wán quán gǎo tōng le ma? Nǐ duì tā mēn zuò guò jī māo yì de jì jiǎo wán quán gǎo tōng le ma? Đi 10 课, thí cao tự kỷ. 1. Khờ vấn. Có một người trong một công ty thương mại làm việc. Nhưng, anh rất không hài lòng với công việc của mình. Một ngày, anh phẫn nộ nói với bạn của mình. Chúng tôi không để tôi vào mắt. Ngày mai, tôi sẽ đánh bàn với anh ấy. Sau đó, tôi sẽ từ chức. Bạn đối với công ty của bạn đã hoàn toàn hiểu rõ chưa? Đối với cách làm việc thương mại quốc tế của họ, bạn đã hoàn toàn hiểu rõ chưa? Bạn hỏi bạn ấy. Không.
Có một người làm việc ở công ty thương mại, nhưng anh ấy rất không hài lòng về công việc của chính mình. Một ngày nọ, anh ấy phẫn nộ, căm phẫn, tức giận, nói với người bạn: sếp của bọn mình không có coi trọng mình, và hôm nào đó mình muốn đập bàn của anh ấy, sau đó từ chức không làm. Bạn, đối với cái nghiệp vụ của công ty các bạn thì đã hoàn toàn hiểu rõ chưa? Và đối với cái kỹ năng, cái mẹo để mà làm cái thương mại quốc tế của bọn họ thì bạn đã nắm vững chưa? Đã hiểu rõ chưa? Người bạn mới phản vấn, người bạn mới hỏi vặn lại người bạn này. Thì người bạn đó, người bạn mà muốn từ chức á, bạn nói là mỹ dụ là chưa. Và ở cái đoạn tiếp theo á, các bạn có câu là zhen zi bao chou shi nian bu wan. Zhen zi bao chou shi nian bu wan. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Trong đó từ zhen zi là quân tử ha. Bao chou là báo thù, thù do người tự gây ra với nhau. Việc này kéo tới 9 đời, đúng các bạn, số 9 đó. Chúng ta được từ chỗ là thù, thù do người gây ra kéo dài tới 9 đời. Bao chỗ, chân sự bao chỗ sử niên bu quản, chân sự bao chỗ sử niên bu quản, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Vậy thì hôm sau mình sẽ tìm hiểu vì sao lại có câu này, và chúng ta nên biến cái công ty của mình thành nơi học miễn phí như thế nào nha. Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn nút like, subscribe đăng ký bên dưới để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.